công dụng của đông trùng hạ thảo: chống suy nhược cơ thể, bồi bổ cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, giảm lượng cholesterol trong máu, hỗ trợ cải thiện sinh lực phái mạnh, điều hòa nội tiết tố nữ, kiểm soát tiểu đường, duy trì đường huyết, ngăn chặn và khắc phục những bệnh liên quan đến thận, gan, tim mạch, hỗ trợ và cải thiện các triệu chứng về phổi, tác động tốt đến hệ tim mạch. Sử dụng nấm đông trùng hạ thảo thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe toàn diện, tăng cường hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn, máu và tim, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Cách dùng đông trùng hạ thảo: có thể dùng để pha trà, ngâm rượu, ngâm mật ong, chế biến các món ăn bồi bổ cho cơ thể. Đông trùng hạ thảo sấy khô bảo quản được lâu, sử dụng dễ dàng, thích hợp cho gia đình hoặc làm quà tặng, được hàng nghìn khách hàng Việt Nam tin tưởng.